Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất là sau đại dịch Covid-19. Vì thế mà giỏ trái cây được xem như là một món quà tặng lý tưởng vào những dịp đặc biệt, không chỉ đem lại giá trị về mặt sức khỏe trao đến tay người nhận, gửi đi những giỏ hoa quả tươi ngon là nhận lại biết bao sự mến mộ từ người được biếu. Cùng điểm qua một vài lý do khiến giỏ trái cây quà tặng luôn được ưa chuộng là thức quà lý tưởng thay bạn để bày tỏ tấm lòng thành. Trong tiểu mục xu hướng sự kiện ngày hôm nay, hãy cùng xem những gợi ý để có thể tự tay bạn làm nên một món quà dành tặng những người phụ nữ thân yêu quanh bạn khi sắp đến ngày 20 tháng 10, quý vị nhé! Tháng 10 đang đến rất gần, là dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu bên mình. Trong các dịp quan trọng, các dịp lễ Tết đặc biệt, bên cạnh nhiều món quà khác thì các mẫu giỏ hoa quả đẹp cũng là lựa chọn của nhiều người khi muốn mua quà tặng, quà biếu. Từ một loại hoặc nhiều loại hoa quả, trái cây tươi, đặc biệt là các loại hoa quả trái cây nhập khẩu, thêm một chút khéo léo, tỉ mẩn, bạn đã có thể có được những mẫu giỏ hoa quả đẹp, bắt mắt, hấp dẫn làm quà tặng. Hãy cùng Nhịp sống trẻ tuần này gặp gỡ với một nhóm bạn trẻ Thái Nguyên tinh tế, tỉ mẩn khi sáng tạo ra những giỏ hoa quả xinh xắn quý vị nhé. Trái cây thì rất là tốt cho sức khỏe, cũng là một món quà ý nghĩa dành cho gia đình cũng như là người thân yêu của mình. Mà phù hợp hơn nữa thì có một chút hoa vào thì cũng là một món quà rất là phù hợp với ngày 20 tháng 10 ạ. Thì em nghĩ là năm nay sẽ là một món quà vừa ý nghĩa mà lại vừa có mang đến sức khỏe cho mọi người, thì là một giỏ trái cây thêm hoa vào, mọi người có thể tự làm tại nhà cũng rất là ý nghĩa và đẹp ạ. Để có thể định hình được quả của mình á, để không ảnh hưởng đến chất lượng hoa quả cũng như để được lâu, thì mình nên bọc bằng bọc thực phẩm cũng như là có một cái chụp vào để có thể đỡ được hoa quả đứng vững hơn, để mình di chuyển thì sẽ không bị rơi rụng ạ. Mình có thể chọn những loại hoa quả mà gia đình mình yêu thích và nó có hình dạng là tròn thôi, thì mình cắm nó dễ, nó sẽ không bị đổ sang một bên nào đấy và sẽ không bị rơi ra ngoài. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của tuổi trẻ Thái Nguyên đã diễn ra sôi nổi và rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Chiến dịch được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, Đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Vì vậy, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra với nhiều điểm mới, tập trung triển khai các chương trình, hoạt động gắn với chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả chủ trương ba liên kết. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh và các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ và tham mưu cấp ủy chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để các đội hình tình nguyện tổ chức các nội dung, hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực và an toàn. Trong đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xác lập 11 chỉ tiêu cơ bản, trọng tâm phấn đấu thực hiện trong chiến dịch, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động tập trung vào một chương trình và 4 chiến dịch nhánh của chiến dịch. Trong 3 tháng tổ chức, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã bám sát chủ đề chiến dịch, thực hiện các hoạt động hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh diễn ra ngày 27 tháng 5 tại trường tiểu học Tích Lương 1, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội đã trao 20 suất quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng một tuyến đường bê tông cho gia đình chính sách trên địa bàn phường Tích Lương, một khu thể dục liên hoàn nơi công cộng cho một tổ dân phố trên địa bàn phường Tích Lương,
một ngôi nhà tình bạn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 20 thùng rác thải nhựa cho khu dân cư trên địa bàn phường Thích Lương, 100 cây ổi giống, 2.000 cây keo giống, vườn cây sinh kế cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phường Thích Lương phát triển kinh tế. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trị giá trên 200 triệu đồng. Ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiếp sức mùa thi hè 2023. Cổ vũ, động viên, suy tôn những điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước, tạo động lực để thúc đẩy tài năng trẻ, đẩy mạnh tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, và đồng thời cũng đẩy mạnh cái phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Và qua đó thì cũng góp phần củng cố và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng hy vọng rằng những tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác sẽ là những tấm gương tiêu biểu để lan tỏa tới các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các công trình thanh niên đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tích cực đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đoàn kết, giáo dục, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều các nội dung, chương trình ý nghĩa khác cũng được các bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực như tổ chức ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu, ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh, tổ chức các hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa trong dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt với các hoạt động đoàn viên, thanh niên tham gia công cuộc chuyển đổi số, đồng bộ trong triển khai phong trào tình nguyện tại địa phương, đơn vị, duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng tại 178 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ, nâng cao năng lực số cho trên 20.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Phương là thanh niên tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian tới, bản thân tôi cảm thấy có trách nhiệm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào vì an ninh tổ quốc, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đảm nhiệm các khâu khó, việc trọng yếu, góp tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại liên đội của chúng tôi thì hưởng ứng năm chuyển đổi số thì trong tất cả các hoạt động của đội thì nhà trường cũng như là liên đội và đặc biệt cá nhân của tôi là một tổng phụ trách thì đã chủ động trong cái việc là ứng dụng chuyển đổi số và các hoạt động của đội, ví dụ như là hoạt động của đội tuyên truyền măng non, đội phát thanh măng non, tạo các cái tin bài hoặc là tạo các cái video ứng dụng chuyển đổi số, có thể là ứng dụng các cái phần mềm, các cái app vào, ví dụ như là CapCut hay là Canva hay là Camtasia để sử dụng chuyển đổi số và hướng dẫn các em học sinh cùng làm trong đội phát thanh măng non. Thì qua đó tôi thấy rằng học sinh rất là yêu thích và rất là hào hứng mỗi khi mà được đón nhận những cái bài phát thanh măng non hay là tuyên truyền măng non có ứng dụng chuyển đổi số mà cô tổng phụ trách cũng như là liên đội đã gửi cho các em trong số của tuần, của tháng. Năm nay thì Hội đồng đội Trung ương có triển khai một cái app, đó là app hướng nghiệp. Thì đây là một cái app hoàn toàn mới dành cho lứa tuổi trung học cơ sở với khối học sinh là khối 8 và khối 9. Thì việc hướng dẫn cài đặt cũng như là sử dụng app này tại liên đội của chúng tôi thì cũng gặp khá là nhiều thuận lợi, bởi vì là đa số học sinh và bố mẹ thì cũng rất là đồng thuận trong việc hỗ trợ con cái trong công việc học tập cũng như là hoạt động đội. Và bên cạnh đó thì có sự vào cuộc rất là nhiệt tình của các đồng chí giáo viên phụ trách, giáo viên chủ nhiệm khi mà triển khai cái hoạt động cài đặt cũng như là sử dụng app hướng nghiệp này thì nhà trường và học sinh đều rất là ủng hộ. Đặc biệt là tại thời điểm này thì chúng tôi đang áp dụng để hướng dẫn học sinh cài đặt app hướng nghiệp này giúp cho các em học sinh có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 khép lại. Trong 3 tháng diễn ra, tuổi trẻ toàn tỉnh đã cùng nhau ra sức thi đua, không những hoàn thành vượt 11 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch, mà còn nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ các cấp chính quyền trong tổ chức triển khai các hoạt động. Các hoạt động trong chiến dịch đã và đang mang đến khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh,
góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội. Qua đó càng khắc sâu hình ảnh của những chiến sĩ áo xanh tình nguyện, luôn hết mình vì nhân dân phục vụ, viết nên hình ảnh đẹp của lớp thanh niên trong thời kỳ mới. Tin tưởng rằng tuổi trẻ Thái Nguyên sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết đam mê, trái tim ấm nóng để cùng nhau lan tỏa nhiều điều tốt đẹp từ các hoạt động thanh niên tình nguyện. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.